Trấn Thành xuất hiện như ngôi sao Hollywood, Phạm Hương rạng rỡ trong nắng. Dù thời tiết thành phố Hồ Chí Minh nắng khá gắt, nhưng Trấn Thành, Phạm Hương cùng nhiều nghệ sĩ vẫn miệt mài đi tổng duyệt. Trưa ngày 7 tháng 1, Trấn Thành và Phạm Hương đã thu hút nhiều sự chú ý của mọi người khi tới tổng duyệt lễ hội âm nhạc Sing Music Space diễn ra vào tối 7 tháng 1 tại sân vận động Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng các nghệ sĩ vẫn hào hứng tham gia, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Phạm Hương xuất hiện giản dị với áo sơ mi trắng cùng jean. Cô luôn nở nụ cười rạng rỡ, thân thiện trước ống kính. Trong sự kiện, Phạm Hương sẽ giữ vị trí khách mời trao giải. Diện trang phục giản dị nhưng Phạm Hương vẫn vô cùng quyến rũ. Cô liên tục nở nụ cười rạng rỡ, tranh thủ trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường trước giờ tập. Trong khi đó, MC Trấn Thành lại khiến nhiều người tròn mắt khi anh tự lái xe sang tới tổng duyệt chương trình. Đặc biệt, vừa bước xuống xe, Trấn Thành đã có trợ lý che ô đưa vào tận bên trong sân khấu. Dường như trời quá nắng khiến nam MC tỏ ra khá căng thẳng và có phần khẩn trương nghiêm túc. Vừa bước xuống xe, Trấn Thành đã thu hút sự chú ý của mọi người. Anh được trợ lý chu đáo đi bên cạnh để che ô. Nhìn nam MC ngầu không thua kém gì các ngôi sao Hollywood phải không? Ngay cả khi đứng trao đổi kịch bản với Khương Ngọc, Trấn Thành cũng có trợ lý che ô khỏi nắng. Gương mặt ông xã Ali Won tỏ ra khá mệt vì trời nóng. Kể từ sau khi đám cưới với Harry Won, Trấn Thành liên tục chạy show nên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi hay đi hưởng tuần trăng mật. Khương Ngọc tỏ ra lém lỉnh, vui cười giữa trưa nắng. Nếu thấy tin tức hay và ý nghĩa, hãy ủng hộ mình bằng cách share qua Facebook bạn nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những tin hot showbiz tiếp theo nhé.